Ok, hello chào các bạn, mình tên Hùng Kaka. Ok, hello chào bạn, mình tên Đông Bao. Alleluia. Mọi người vẫn vui, chào to. Anh em mình vẫn có hơi một chút buồn. Nên là chào nhỏ một chút. Đấy, mọi người là ở trên này là cũng làm được. Nhưng như anh em mình là hôm nay là cũng cực kỳ buồn các bạn. Thì bây giờ cũng để đi xuống quay cho các bạn xem luôn là rất nhiều bạn là thắc mắc về cái chỗ liên minh nông nghiệp của anh em mình. Đấy thì bây giờ sẽ đi xuống luôn một mọi người nhé, không nói thêm gì nữa. Đi. Không nói thêm gì. Xuống để chia sẻ quay cho các bạn xem, anh em mình cùng không biết nói gì hơn đâu. Cũng nhiều bạn yêu quý tem cũng như nhắn tin, cũng có nhiều bạn nhắn tin trực tiếp cho anh em mình cũng như hỏi thăm và cũng nói anh em mình quay liên minh nông nghiệp. Thì hôm nay anh em mình sẽ trực tiếp xuống liên minh nông nghiệp quay cho mọi người cùng xem nhé. Vâng, cái này là đồ ăn giờ buổi hôm nay các bạn nhé. Không phải đâu các bạn. Ngô giống đấy. Ngoài ai vác cái thanh niên khỏe được vác đi. Ngoài ai này lại nhân cái này đéo rồi ạ. Ui 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 để rồi lấy cái gỗ để ở dưới này. Đây các bạn ạ, đã xuống liên nông minh liên minh nông nghiệp rồi nhá. Về familia, người dân đang làm cỏ đây. Đấy các bạn nhá, đấy là liên minh nông nghiệp rồi đấy. Ui, mấy cái ngô này, các cây. Đấy, bắp to không này. Đây này, đây, ngô này các bạn bắp to các bạn nhá. Ngô mẫu này. Anh em mình bữa trước hướng dẫn người dân là trồng đấy, bắp này đang to này. Dâu vẫn còn non đấy. Đấy, cây cao này. Đây, chuẩn bị nuộc được rồi. Đây, đây này, bắp rất to. Đây, đây trong ấy, thế này. Chắc chắn một điều là to hơn người dân trồng. Đấy. To hơn, đấy. Cao hơn, dai hơn các bạn ạ. Mà còn hai bắp, đúng là cái hạt giống này vẫn ok. Này. Ừ. Hạt giống là mình trồng thừa này, mỗi gốc một có một cái đấy các bạn nhé. Đấy, đấy mỗi gốc cứ gốc một cái nó bắp to, trước đấy người dân là cứ đấy thế này. Trong mồi chồ là nhiều cái quả. Đấy. Ở bên trên cũng vậy này các bạn. Không cứ một chòm này đâu nhé. Bên trên đấy cũng thế này. Bên trên đấy cũng vậy này. Bắp rất là to. Đấy. Dâu vẫn còn tươi như này là ok. Bắp còn đang phát triển. Đấy như thế này. Rất là ok. Dài này. Bắp dài này. Như hoa chuối này. Đấy. Đấy, nói chung cái ngô là đã ok các bạn nhé. Đấy. Đấy, chứ còn cái phần đất phía dưới trong rẫu là cùng buôn đất là ở đây nó bị phèn chua các bạn, như là trước anh em mình đã nói đấy là phèn chua. Thôi, đi xuống quay cho các bạn xem luôn. Ừ. Thôi đi quay từ bên này đi xuống này cho các bạn xem luôn. À bố nên thì quay cho các bạn xem hết đi. Tất cả từ vòng từ đấy đi đấy, vòng từ chỗ khu đằng đầu tiên xuống đấy các bạn nhé. Thì anh em mình là hôm nay là xuống quay dưới liên minh nông nghiệp cho tất cả mọi người biết về dưới liên minh nông nghiệp. Thì nói chung là anh em mình cũng đã cố gắng là làm đi làm lại rất nhiều, nhưng vì do cái đất đúng không, đợt trước thì gieo hạt là giống rồi cũng bị hỏng do là cái đất nó có phèn nó chua đấy các bạn. Đây này, anh em mình đã rạch hết máng nước để cho gọi là đất nước nó thoát được ra, nhưng mà cũng không thể hết được các bạn. Đây. Nên là rau bao nhiêu cái mạng nước để mưa để chống ngập cũng chống phèn chua các bạn. Đấy, nói chung là ở dưới này là dưới thấp
Thế ở trên núi nó cứ chảy ở trong khe núi ra đấy. Thì nước trong đấy là nó không phải như cái nước bình thường. Nên là cái đất không được tốt. Anh em mình cũng là cố gắng cùng người dân là cùng trồng đi trồng lại. Nói chung là trồng 3 lần các bạn nhé. Nên là hôm nay là chỉ được như thế này. Chỗ nào mà nó cao đấy, không bị ngập ống thì là rau đất đẹp. Đấy, còn chỗ nào bị ngập ống như chỗ này là rau hỏng hết đấy này các bạn. Nó cứ bị nụi hết. Đấy, bị lùi này, không lợi được này. Đấy này. Nụi mới chết dần. Bệnh của nó là cái... Đây này, các bạn này. Mà phân vẫn có rồi, cũng đủ xử lý các kiểu. Vôi bột anh em mình cũng cho rồi, bữa trước cả vôi bột đầy đủ hết. Đúng rồi, nói chung nhưng lần sau xử lý là anh em mình cùng làm bài bản đấy các bạn. Anh em mình cùng lên trên mạng internet là học hỏi rất nhiều cái kinh nghiệm đến đấy. Về làm xử lý cùng người dân là nhưng mà là không ăn thua. Thì hôm nay là cho mọi người biết luôn, sau anh em mình sẽ xử lý trong biện pháp trong cái khác ở đấy đúng không? Khác các bạn. Thì như hàn ngô vừa mấy anh em mình vác xuống đấy. Anh em mình bàn nhau là anh em mình sẽ giúp người dân ở đây là trồng ngô. Vì dưới đất này chắc là trồng ngô anh em mình nghĩ là ok. Ai vì giờ này trồng vi đẹp này, nhìn bên này cũng ngô rất đẹp đó các bạn này. Đấy, con rau nó ngập cũng qua đúng không? Đây, thì họ được cái cây lương thực thì được, còn cây thực phẩm như rau là không thua. Đây ngô đây. Quay ra sát cho các bạn xem, bắp rất là to. Đây. Không được bán là quay xa không nhìn thấy. Rất là ok này. Bên đây này hơi dày hơn một chút. Đây là bắp cũng tương đối khá to. Đây, đây có phần nhỏ. Bắp nào cũng đây, bắp đây. To cả đây cả bạn nhé. Đây. Bên trọng cũng thế vậy. Đây, cái này bắp to này. Đây. Đây. Bên trọng cũng vậy. Gần luộc được hết rồi. Thì ạ. Đây có hạt này này. Bắp rơi cũng rất to các bạn. Đây, bên dưới người dân chợ, anh em nói người dân rắc hạt bí này cũng có quả đây này. Này bí này. À đúng rồi, đây này. Đây. Ở dưới vẫn ngó cùng làm trong bí đấy các bạn nhé. Đây có ca này, bí này, quả này to tướng này. Đây. Đây, gió này phía mai. Bên dưới là cây bí đấy các bạn. Đây là bí ngô nhé. Bí ngô đấy. Bí đỏ này. À bí vàng. Đây, cũng có quả này. Đây. Cũng rất là ok. Đấy, ngô thì bắp đây rất là nhiều luôn. Đây là giống ngô vàng. Hạt này có hạt rồi này. Các ca này à, hạt to đây. Đấy, hạt to này. Bây giờ luộc thì ngon đấy các bạn ạ. Luộc thì ngon. Nên là sắp tới khu này anh em mình đã mua hạt giống rồi. Cũng hạt là ngô đỏ đấy các bạn. Cho nó hạt là hạt rất to. Cho năng suất đây. Sau này anh em mình sẽ hôm sau, ngày mai luôn. Đấy, những cái chỗ trên cá rất rõ, rất ok các bạn nhé. Đây này. Gió phim tu thì đây quay cho bạn xem luôn cái hiện tượng nó như này. Cây lên chỗ nào khô, cây lên to và nó cứ hẹ, cứ vàng vàng như này luôn. Gió ơi, đây là không phải thiếu phân, với đây là đất, chất đất nó chua, nó hỏng, nó không phải vàng do phân. Gió cái chất đất nó bị chua phen cả bạn nhé. Còn như bên này nó cao hơn, nó cái chỗ này cao hơn này. Là rõ rất tốt. Đây là cái chỗ này là cao hơn hẳn này. Đây, như đắp như cái bờ cao lên thì được. Đấy, chỗ này cao hơn là rõ rất đẹp đấy các bạn. Đây. Cũng như dưới này rất đẹp các bạn ấy. Đây, chỗ này rất là đẹp, cao, thoát được nước. Đây này, bắp cải cũng cuộn đấy các bạn nhé. Cái nào cuộn nó rất to này. Đây. Đây các bạn ạ. Cũng chắc đấy. Đây. Chỗ trên cao này. Này lá rất là to luôn. Thỉnh thoảng nó cây ở trên chỗ cao đó các bạn. Đất nó khô này. Đất như đất cát thế này này. Thì người dân trồng trên chỗ cao thì là rất là tốt mà đẹp. Còn chỗ đất trũng là hỏng hết. Này. Cái này tỉ cho người dân. Nói người dân tỉa luôn đi. Tỉa luôn về mỗi người một ít đi. Đây. Tỉ ăn. Những cái lá rất to cả mà chỗ đất cao đấy, đất đẹp đấy. Là nó lên thế này. Còn những chỗ bị trũng là đấy, bụi bí cũng có quả rồi này. Đây, rất sai quả. Đây. Bị trơn bo khắp nơi. Bí rất là sai. Giờ chỗ cao này hôm sau ta trồng ngô, xong bốn quanh ta trồng bí đi. Đẹp không chỗ cao này.
Độ cao này không khác, đẹp không khác thì bản Ninh Philip thế nào? Đất cát. Mọi người cùng hàng ngày cố gắng là làm chăm sóc cùng anh em mình hướng dẫn, nhưng mà do thiên nhiên ấy nó không phụ thuộc thiên nhiên rất nhiều, nhưng mà thiên nhiên này không giúp đỡ nên là cũng rất khó khăn. Mà vào mùa này lại vào đúng mùa mưa nên được nhiều, mà cái đất dưới này nó bị thấp. Nói chung dưới này cũng rất là đẹp đấy, dưới này rõ đấy. Nói chung là không giúp người dân có mang đi bán được các bạn ạ, chỉ đủ ăn, không có thu nhập bán. Nhìn trên mặt thì khô rồi tơi tơi, thế mà dưới mà nước nhiều thật. Dưới này cùng rõ cùng này, dưới này cao hơn nhưng nó còn đờ đúng không? Đây. Ngô trên xanh đen. Còn xung quanh là ngô hôm anh em mình trồng đấy các bạn nhé. Đấy là bắp cũng là tương đối được đấy, ổn. Rồi đây. Tất cả chỉ có khu quanh Liên Minh này thì anh em mình mới hướng dẫn người dân trồng ngô đầu tiên nhé các bạn. Thì cũng như là có bắp đầu tiên đấy. Còn ở trên cao thì người dân bắt đầu bây giờ mới đang trồng. Rất là nhỏ. Ngày năm nay người dân được vụ mùa thu ngô sớm rồi đấy. Năm nay người dân được vụ thu ngô sớm đấy các bạn. Còn bây giờ cũng cho người dân là tỉ rõ luôn về ăn hay cái thành quả đầu tiên mọi người đã vất vả làm ở đây. Thì bây giờ cùng lại để nói về mọi người là sẽ chỗ nào mà không có rau thì sẽ là bắt đầu hạt giống đấy anh em mình đưa đến sẽ trong ngô các bạn ạ. Không, giờ là anh em ta cho mọi người tỉa, để mọi người tỉa vài khả năng ngô thì để cất đi đã. Để cho mọi người tỉa cho 1-2 hôm cho nó thưa thưa cái rau đi. Ăn xong chỗ trên làm hết chỗ trên thôi. Khu rau để lại đã. Ê. Nói chung 1-2 hôm sau để trồng ngô. Trồng ngô. Hoặc là những cái vạt này thì sẽ trồng ngô, vạt này trồng ngô này luôn. Ngày mai để cho mọi người trồng luôn đi. Thì bây giờ sẽ lại cũng nói chuyện với mọi người luôn, đúng không? Cái cây này trên khô này. Ui giời, to không. Tất cả ở đây mà không bị nước mà cứ khô như chỗ này. Cây rau này, cây rau này. Rau ăn lá mà. Nó cũng không nô luôn. To thật. Đấy, cái này là tỉ nhỏ về ăn luôn các bạn nhá. Tỉ đấy. Tỉa về ăn luôn những cái lá này. Đây, những cái quạt của Tốn Ngọc Không ở Hỏa Diệm Sơn này, quạt có cái của bát quạt bát tiêu của của ông gì? Ông quạt này. Lửa núi Hỏa Diệm Sơn này. Đây thì quạt bát tiêu này. À, quạt bát tiêu của ông Hùng. Bà La Sát của ông Hùng Bà La Sát. Bà La Sát nó có quạt bát tiêu. Đây rồi này, nước ngập ống đấy các bạn nhé, này. Nước thế này nó thì rõ làm sao mà sống được này. Mà rãnh nước anh em mình làm thoát này. Đấy, mà cái rãnh thoát nước là làm đấy này, nước thế này đi. Làm sao mà rau sống được. Này, nước trên núi chảy suốt thế này. Ôi, nhìn nhau vẫn lại có kim cương chảy ra. Alléluia. Amen. Obrigado, Senhor. Rau thơm thật. Này, nói chung là người dân cũng là rất cố gắng làm các bạn ạ. Này, vì cũng được anh em mình là hỗ trợ hạt giống rồi là hỗ trợ tất cả mọi thứ. Người dân cố gắng làm nhưng mà do thiên nhiên không ủng hộ đúng không? Đây. Nên là bây giờ mới tham gia thì con cái đất này thì bây giờ sẽ hỗ trợ hạt giống ngô các bạn nhé. Đấy, một báo đấy rồi. Ngô đỏ luôn. Ngô đỏ. Nói chung là không trồng ngô rẻ đâu các bạn nhé. Trồng ngô đỏ làm sao để năng suất, để có nhiều ngô để xay bột. Để người dân ăn đúng không? Thì cứ nói với người dân thì cái rau này giờ là vì cái chất đất ở đây là không được. Mọi người cố gắng giờ trồng ngô đi. Không cho này. Bên trên ngô thơm không? Bên trên là ngô đốt đấu ok rồi. Cha Peppa.
Thế bây giờ cũng nói với người dân các bạn nhé, anh nói chung là thì anh em mình và người dân cùng cố gắng ấy. Dạ. Así dámete mucho COVID, ¿no? Sí. Problemas o terreno, así agua mucho. Sí. COVID no está que se bien, solo ahora está seco, él que se bien. Está bien. Ya. Ahora ya trouxe as sementes de milho. Depois vai meter aonde não tem COVID já está mal, né? Meter milho. Sim. Aonde já tem essa, depois vai ter a cada pessoa pouco, vai comer aquele COVID primeira vez, sai daqui, para tudo já trabalhar aqui. Tira pouco, vai jantar de hoje. Thì nhìn mọi người cũng không được vui lắm các bạn, vì thấy rau chạy đến đây. Rau được hư hỏng cả. Nói chung là anh em mình cố gắng hết cỡ rồi, cũng phải chịu. Dù có thất bại hay thành công thì nói chung là cũng thường là đi đôi với thành công thì thường cũng có thất bại. Có thất bại thì mới có thành công các bạn. Đây. Thì bây giờ trước mắt là về năm nay cái mùa đấy sẽ tiếp tục trồng ngô. Trồng ngô. Sáng năm sẽ tiếp một nói chung ở trên kia thì cũng có hai vườn các bạn nhé. Đấy, con dưới này thì thế này thôi. Bốn quanh này là cũng ngô tương đối nhiều ấy. Thì hôm nay cùng xuống quay cho liên minh cho mọi người xem đấy, cùng lâu rồi mọi người cùng có comment bình luận và nhắn tin trực tiếp với anh em mình. Rất nhiều bạn quan tâm nhắn tin hỏi thăm luôn. Quay liên minh liên minh nông nghiệp đi đông, quay liên minh nông nghiệp đi hùng. Hôm nay anh em mình dù mặc dù thất bại anh em mình vẫn muốn cho các bạn biết là cái nói chung về thời gian lâu anh em không quay là do anh em mình là cùng muốn cùng người dân là khắc phục tất cả những cái khó khăn đấy để cái vườn rau được tốt đẹp hơn thì quay cho mọi người xem. Nhưng mà bữa nay là anh em mình là thật sự là bỏ tay hết của các bạn, hết sức đấy. Đấy, làm đủ thứ, vì nói chung anh em mình là không phải là một chuyên gia kỹ sư gì về nông nghiệp cả, chỉ là một con nhà nông đấy, đi từ ra con nhà nông các bạn nhá. Thì sáng nay vừa làm vừa học hỏi trên mạng internet để giúp đỡ người dân ấy. Anh em mình cũng muốn những cái gì tốt đẹp nhất cho người dân, nhưng mà nhưng chỗ khác thì nói chung là nó cùng thành công các bạn nhé. Còn cái chỗ này thì nó không được thành công mỹ mãn. Nói chúng là gặp thất bại ở đấy. Rồi anh em mình đã khắc phục. Trồng cây lương thực. Trồng cây lương thực chính cho người dân ở bản các bạn là sẽ trồng ngô. Đấy, trồng cái loài ngô đỏ đấy nó năng suất nhiều chứ không cái trồng ngô dẻo, ngô trắng như Việt Nam mình đó. Làm sao để năng suất nhiều để xảy được nhiều bột ngô để về quẩy cho các em nhỏ và gia đình ăn. Thì video này thì anh em mình cùng xin dừng tại đây các bạn nhé. Thì các bạn thấy video hôm nay mà hãy và có ý nghĩa thì hãy nhớ cho anh em mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Nông nghiệp Việt Nam ở Châu Phi để anh em chúng tôi có động lực giúp đỡ những người dân nghèo khổ ở miền núi Châu Phi và cũng như là các em nhỏ mồ côi ở miền núi Châu Phi các bạn nhé. Hallelujah.